Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước cổng trường đi vào nền nếp ngay từ đầu năm học mới, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố đã phối hợp với chính quyền địa phương ra quân lập lại trật tự tạo đường thông hè thoáng. Cùng với đó, phía nhà trường cũng đã sắp xếp lịch giờ để phụ huynh đưa đón con em tránh ùn tắc giao thông, nhắc nhở phụ huynh tuân thủ luật giao thông đường bộ, cùng chung tay đảm bảo an toàn giao thông để cổng trường luôn bình yên. Ghi nhận của phóng viên trên địa bàn phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Ngay từ đầu giờ sáng, nhân viên bảo vệ và giáo viên đón trẻ trường mầm non Bình Minh, phường Thuận Phước, quận Hải Châu đã có mặt từ trước cổng trường để nhắc nhở phụ huynh đưa xe lên vỉa hè, nhận giữ hộ mũ bảo hiểm cho trẻ em và hỗ trợ phụ huynh cho trẻ vào trường, không để phụ huynh dừng đỗ lâu gây ùn tắc giao thông. Trong những cái lần phổ biến đầu năm cũng giống như là các năm trước thì nhà trường cũng như là ban giám hiệu nhà trường cũng đã có những lần trao đổi và đó là mong muốn là phụ huynh là tuân thủ việc đảm bảo giao thông và an toàn trật tự phía trước cổng trường, nhất đặc biệt là những cái lần trong những lúc mà đưa đón học sinh ấy, thì khối lượng học sinh với lại phụ huynh rất là đông, cho nên là việc đảm bảo thông thoáng giao thông rất là quan trọng đối với nhà trường. Vì vậy là nhà trường cũng mong muốn là phụ huynh là thứ nhất là phải đưa xe lên các lề đầy đủ, tức là không có làm gây cản trở trên cái luồng đường giao thông. Cái thứ hai nữa là cũng là mong qua đó là cũng mong muốn là phụ huynh là cũng nghiêm túc thực hiện để làm một tấm gương cho các con trẻ của mình, cũng là tấm gương sau này cũng là tuân thủ việc giao thông hàng ngày. Trường mầm non Bình Minh là trường công lập có số trẻ khá đông, nằm trong khu dân cư Đà Phước, phường Thuận Phước, có đường vào nhỏ hẹp. Nên ngay từ đầu năm học, ban giám hiệu nhà trường đã họp với phụ huynh học sinh, thống nhất giờ đưa đón trẻ, tránh ùn tắc trước cổng trường. Đồng thời, chi đoàn thanh niên phối hợp với công an, tổ quy tắc đô thị phường, xử lý các xe hàng rong, lấn chiếm vỉa hè lòng đường để buôn bán. Từ khi mà bước vào năm học thì nhà trường cũng đã chuẩn bị rất là nhiều về cơ bản, về kiến thức, cho đặc biệt là cho các cô, cũng như là nhà trường cũng đã tổ chức cuộc họp hội đồng sư phạm và tổ chức cuộc họp phụ huynh học sinh. Nhằm là vận động tuyên truyền đưa đón con em đậu đỗ đúng nơi quy định để đảm bảo an toàn giao thông. Và bên cạnh đó thì ở lớp các cô giáo cũng đã vận động các cháu, tuyên truyền giáo dục các cháu là nhắc nhở ba mẹ khi đưa con đến trường là phải đội mũ bảo hiểm và tham gia giao thông đúng theo luật giao thông. Cách đó không xa, trường tiểu học Võ Thị Sáu nằm tại ngã tư đường Võ Thị Sáu 3 tháng 2. Trục đường chính có nhiều phương tiện lưu thông. Để không còn cảnh ùn tắc giao thông trước cổng trường vào giờ cao điểm, nhà trường đã đầu tư cải tạo vỉnh đỗ xe rộng thoáng hai bên cổng trường, tạo điều kiện cho phụ huynh dừng đỗ. Theo lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo thành phố, để đảm bảo an toàn giao thông năm học mới 2022-2023, các cơ sở giáo dục tại Đà Nẵng đã đồng loạt triển khai kế hoạch thực hiện tháng cao điểm cho học sinh đến trường. Theo đó, các trường học đẩy mạnh giáo dục kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên, tăng cường hướng dẫn học sinh chấp hành các quy tắc giao thông khi điều khiển xe máy điện, xe đạp điện. Phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường học, kiểm soát chặt chẽ dịch vụ vận chuyển đưa đón học sinh, tổ chức việc ký cam kết chấp hành quy định an toàn giao thông giữa nhà trường, gia đình và học sinh. Từ đó, phòng ngừa ngăn chặn các hành vi vi phạm giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố.